Đừng để làn da bị nám, bởi vì khi chúng ta trị nám ấy không chỉ mất nhiều thời gian, thậm chí là mất rất là nhiều tiền bạc, mà nám còn không thể nào hết 100% được. Nên việc phòng ngừa nám cũng chính là một cách để giúp chị em mình vừa có làn da đẹp mà cũng hạn chế tình trạng nám ở trên da. Việc đầu tiên mà chị em cần làm đấy chính là chúng ta hãy thêm những cái hoạt chất chống oxy hóa mạnh vào các bước chăm sóc da hàng ngày của mình. Những cái sản phẩm chống oxy hóa như là vitamin C, niacinamide hoặc là retinol sẽ giúp hạn chế tình trạng nám hình thành ở trên bề mặt da. Sản phẩm thứ hai sẽ giúp ức chế tổng hợp cái sắc tố đen melanin ở trên da và ngăn ngừa nám hình thành. Đây chính là chị em mình có thể sử dụng những hoạt chất như là tranexamic acid, lysocinol hoặc là arbutin. Sản phẩm thứ ba mà chị em cần phải có và chúng ta cần phải bôi hàng ngày đấy chính là kem chống nắng. Việc chúng ta sử dụng kem chống nắng chính là một tấm khiên để bảo vệ da của chúng ta và ngăn ngừa nám hình thành. Và sản phẩm thứ tư, nếu chị em có điều kiện hãy bổ sung thêm những cái loại viên uống, đặc biệt là những loại viên uống hỗ trợ làm sáng da và hạn chế hình thành sắc tố đen trên da như glutathione, tinh chất cà chua trắng. Chị em nào cần tư vấn thì hãy nhắn tin cho bác sĩ nhé.